đẹp cho. Ê, cho mừng cái này về, cho mừng cái này về được không? Mới kệ này đẹp nè, mới kệ. Trời ơi, em mừng cái chậu bông này về được không? Mấy cái đồ điện máy là thích xanh. Nè. Em thích đồ điện máy ghê nha, không ai. Không, em muốn bưng mấy cái lát gạch này về ốp cái nhà. Ủa mà xác định chưa là đi ăn hay đi ăn cắp đồ? Phải đi ăn rồi cắp về chứ không phải là mình tóc ra chứ đừng để nói chung là nó ăn cắp nó kỳ lắm. Ủa nó nghe nè mà sao cái quán gì đâu mà không có chủ quán, không có đầu bếp, có nhân viên gì để mình order vậy? Kỳ vậy? Quán này nó ngộ ha. Nó nghe nè, đi vô nhà thấy bốn cái tô trước mặt là mừng nè. Nhà người ta có cái đồ mỹ nghệ đá hoa cương là mừng á. Muốn đem về nhà. Bây giờ lấy cái nào chốt đi, em lấy mấy cái đèn và lấy cái tô nha, em lấy cái đèn gắn cái phòng ngủ. Thôi nói chung là bây giờ là hai đứa mình ngồi ở đây hoài không có chủ quán. Thôi bây giờ mình sẽ chào khán giả đi. Chào đi. Bây giờ biết chào làm sao không? Không. Bây giờ lên trên mạng coi lên thời buổi gì rồi. Đúng rồi. 90.0 rồi mà còn chưa chịu lên mạng coi. Lên trên mạng mở chương trình Quán Anh Hạnh Phúc nè. Lên YouTube coi nè, search gõ tên này kia nè. Rồi, coi nè. Đó, chương trình này nào vô. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Trời ơi, ngon lành dễ ẹt. Trời ơi. Nói chuyện đơn giản mà đúng không? Bây giờ có nghĩa là mình chỉ cần chào khán giả thôi mình vô mình ăn đúng không? Vậy nói chuyện thôi đúng không? Bây giờ nghe nói chuyện nè. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Dạ, giờ hôm nay chương trình tối đặc biệt không có cần phải có chủ quán, chỉ cần quý vị coi tụi em ăn là đủ rồi. Là tụi mình tự làm chủ quán, tự làm MC, tự làm khách tự mời luôn. Tự nấu nướng luôn. Em ơi đi về đi em, chủ quán tới em ơi. Khoan, công an đã bao dây hết trơn rồi. Ủa, công an bao dây hết trơn rồi. Không là anh chị lại đây. Có làm cái gì sai thì nói chứ tự nhiên. Tại sao mà anh chị mà đột nhập vô quán tôi mà không có xin phép gì hết trơn vậy? Đâu có đột nhập mở cửa tự nhiên cái kêu không ai ra, tự tính nấu ăn luôn á. Cửa không khóa, đèn thì mở, quán không hề tắt đèn, thường tắt đèn mới là không có nhà. Cậu này mở cửa này kia là có nhà ta mới vô. Do mấy anh chị không phục vụ. Đi đâu? Anh chị đừng có nói vậy. Không có thương khách. Tôi nhìn trong camera là tôi thấy hai anh chị muốn ăn cắp đồ quán tôi rõ ràng. Đang coi coi phải coi là hẳn hồi ra tính như nào. Tính như nào là tính gì? Lấy cái đi là phải chặn lại liền. Ủa, khách vô không đón khách tự nhiên đợi khách ăn cắp nữa mới ra đón khách là sao? Mà cái đó là khách thúc ta... giục cho khách muốn lấy đồ hay đúng sao? Rồi, tạo điều kiện cho khách trở thành những cái người mà không tốt. Đây là chủ quán không tốt rồi. Bởi vậy tâm sinh tướng á. Anh Khương à, thì anh giúp đỡ em đi. Kiểu giống như là đầu tiên em mở quán. Mình tới là mình ăn uống với nhau, quan trọng là vui vẻ chứ không phải mình tới đây để mình gây lộn, hiểu không? Mình vui. Mình gây là một tiếng rưỡi luôn á. Thật ra là nãy giờ hai anh em chỉ là một cái vở tấu hề chuẩn bị. Vở kịch. Mình diễn kịch cho có, vui thôi. Tâm lý là sẽ vô coi có nên lấy đồ hay không. Dạ hả? Chứ không phải là đi ra gì hết, hiểu không? Vậy thì bây giờ sẵn có khán giả đây là mình đang theo dõi mình có đúng thể rồi. Giới thiệu về mình cho khán giả biết mình hơn. Phong tục của quán em là tới đây khách ăn là không cần trả tiền. Phong tục nữa. Không cần trả tiền. Nhưng mà mình tới ăn là mình phải thực hiện thử thách trước. Thử thách đi để được ăn nôm ăn quá nghe nó món ăn ở đây rồi, rất okay, ngon. Ok chốt nè, thử thách. Ok vậy thì chúng ta không làm mất thời gian của nhau nữa. Hãy đến với phần thử thách của Quán Ăn Hạnh Phúc. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại thử thách của Quán Ăn Hạnh Phúc. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là có 4 cặp hình. Thì bây giờ hai anh chị chọn cho mình là hai cặp hình mà mình tự tin nhất. Tức là 4 tấm hình. Tức là 4 tấm hình. Đúng rồi. Mà có được chọn trùng với nhau không ạ? À? Dạ không ạ, khác nhau nha. Thôi bây giờ nè, giờ đếm đi 1, 2, 3. Thôi bây giờ mình đơn giản thôi. Bây giờ mình một là người dãy trên, người dãy dưới đi. Ai chọn dãy nào? Rồi. Giờ anh chọn dãy trên. Rồi, ok. Dãy trên, đây em gửi anh. Dãy trên thì đề khó hơn dãy dưới. Dạ không. Gửi hết luôn hết cho hai người. Nó cũng như nhau rồi. Rồi, thử thách của em rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần lấy cái bảng tên, đặt đúng vị trí của cái món ăn, xong. Trời ơi. Rất là đơn giản anh. Vô chơi được rồi chưa? Vô chơi được rồi. Ok, ok, mời mọi người, rồi. Mời mọi người. Rồi, về mình Khương trước nha. Rồi, không để ốc hương mà gắn vô con này thì nó khù khờ quá, gắn vô con này. Thì bởi vì mà cũng sai đó, cũng có người sai đó. Sai hả? Quan trọng là hai cái con kia kìa. Của Alaska. Ê. Alaska như nó dài. Ê, quá ơi. Nó dài hơn con hoàng đế anh. Cô hoàng đế Alaska. Ở hai cái Alaska. Cô hoàng đế Alaska. Đây. Cô hoàng đế còn Alaska nữa hả? Cô Ruby Alaska. Ruby nè. Là cái nhẫn gắn vô cái tai đeo. Cái này là cái mặt đá này vừa Ruby nè. Cái chứ hoàng đế sao? Hoàng đế như thế rồi. Trướng ra làm cái tai chân rộng ra. Đó này.
đó. Em gắn cho. Giải thích tiếp. Vậy bả giải thích tiếp. Đây nè, giải với em nè, tôm hùm bông nè. Tôm hùm bông. Bông. Phân tích cho chị, phân tích với Minh Khương á. Tích nha. Phân tích ra đàng hoàng nha, bông gì? Bông á thì tại này là bông là thường nó phải có lá. Cho nên là đây là bông đúng rồi, còn này nằm trên lưới là phải là bông. Trùng hợp ha, có lá. Đúng không? Có lá. Đúng không? Còn tôm màu xanh nè, chết cha, đây màu xanh nhiều hơn nè. Còn đây cũng có màu xanh, thì hai con này cũng nào xanh, cũng nào bông ta. Nào Khương, cái lưới màu xanh á, em nghĩ chị chọn con nào xanh. Không, anh nghĩ là cái này màu xanh là cái con này, nó có cái lá màu xanh thì là cái con này. Đó là con cá, con tôm này không. Anh nhìn mệt anh quá. Đi ra đi. Nó có ba con thì nó là hồng. Đi ra đi để em. Được rồi. Cá nục. Con cá nục, con cá nục với con cá thu, hai con cá này ăn rất là giống nhau, đều là ở biển. Thì thường mà con cá nục con cá nục có tanh hơn con cá thu. Anh nghĩ cho chanh. Con cá thu nó rất là thu luôn. Thì trong hai con này con nào thu hơn? Thu hơn là con này nè. Con này thu hơn thì mình chọn thu. Không, con cá nục. Ủa phải không? Anh Khương, chị Giang à, mình đã biết là kiểu giống như là chương trình mình cho một cái trò chơi rất là dễ để cho chúng ta đỡ gây lộn với nhau á. À, nhưng anh mà không? Vẫn làm khó chương trình lên. Làm khó lên chi vậy? Chị Giang chốt chưa? Chốt rồi. Chị chốt chắc chưa? Chốt rồi. Anh Khương cũng chốt rồi đúng không? Chốt. Rồi, xin mời tổng đài cho đáp án à. Vâng ạ. Bình thường là chúng tôi sẽ tiếp hai thực khách, nhưng mà vì hôm nay là một tập đặc biệt và đồ ăn ngày hôm nay có phần hơi nhiều tiền, cho nên là chúng tôi chỉ tiếp một khách thôi. Nên là một trong hai người ai sai thì rất tiếc. Ủa kỳ vậy? Nha. Ủa vậy thôi cho về đây lúc đầu luôn, chứ mời tới chia là buồn vậy. Thôi gì cho ăn ké được không? Cho ăn ké được không? Tâm từ bi đi. Tâm từ bi đi. Nhưng mà ai thắng thì ai thắng. Dạ, anh Khương thắng à. Ủa mà chị Trang sai sai phút nào? Chị Trang sai ngay phần cá. Phần cá thôi. Dạ không mà, phần tôm luôn à. Đúng. Đừng về quê nữa Trang, đừng về quê nữa Trang. Quê ở biển á. Anh Khương, quê ở miền Tây đâu có biển. Thôi mà ví dụ mà mình sai một cái mình vô di đúng không? Mà sai hết bốn cái. Tôm thì tôm là tôm hùm xanh nè. Còn khi có bông mình có lá là tôm hùm bông nè. Với khờ không? Mà tại sao nói con lợn là bông mà con này là xanh? Sao là xanh? Không, giải thích coi thích. Mình không mấy mình dẹp cái bảng đâu. Cái bảng đây. Mình đừng có phân tích nữa. Không phải ăn ké gì cả, thật sự cho chơi rất là dễ. Mà em đưa ra tấm bảng này bởi vì ngày hôm nay những món ăn của chúng ta sẽ có một trong những hải sản như thế này đây. Wow. Chị có giận cua hoàng đế chưa? Chưa luôn. Em cũng chưa ăn luôn. Vì hôm nay mình ăn đi. Mình ăn đi. Mình ăn đi, nôn quá ha, muốn ăn. Ăn liền. Cái gì được ăn luôn hả? Ăn liền. Trời ơi, xuất sắc. Chuẩn bị chưa? Em tốt. Chuẩn bị chưa? Tâm sinh tướng em mà. Phút bát, đưa vô nha, vô nha. Được, không là mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến phần đặc biệt nhất, đó chính là đại tiệc của quán ăn hạnh phúc. Trời ơi. Thì em đã nói rồi, hôm nay là một buổi tiệc hải sản rất là lớn. Như mọi người đã thấy thì trước mặt em là một dĩa ốc Khu lót. Ủa bên anh là cái gì đẹp quá vậy? Đây là con tôm hùm Tây Úc. Tôm hùm. Chế tỏi. Chế tỏi hả? Chế tỏi. Ủa xa xa thấp thoáng bên kia là gì ta? Bên này là tôm sú sốt Thái. Tức là mọi người có một món. Đúng rồi. Rất là ngon luôn. Ngon luôn. Ủa Trang, em có món gì vậy Trang? Em có món tôm tích. Đâu? Tôm tích đâu? Tôm mất tích đó. Không có ở đây. Ủa sao mà mặt bằng ở đây được xây trung tâm thương mại đồ này nọ ha? Sao mặt bằng bển giải tỏa lâu rồi mà không xây gì hết trơn ta? Giải tỏa lâu hết tiền. Có đội chén súp nè. Rồi. Bây giờ mình ăn súp trước đi ha. Đây là súp đi. Bào ngư. Rồi thì đó. Ăn nhẹ nhàng ha. Đúng nghĩa là hôm nay đãi hai cái thực khách này là một món ăn quá là đặc biệt. Sao mà ăn sáng với lại mấy tập trước có được ăn vậy không em? Không phải, chương trình là điều tra thông tin là biết được là diễn viên Duy Khương với lại Lê Trang dạo này bị thiếu chất. Thiếu chất, đúng thiếu không? Hải sản. Xuống đúng rồi. Quá trời. Thiếu gồm như là chất là canxi, chất sắt, kẽm rồi đó hả? Ừ, vậy là được ăn này đúng không? Anh ăn đi giảm cân đó. Ngon quá trời, ngon luôn. Bây giờ mình ăn ha. Ăn nha. Mọi người nha. Thôi bây giờ hấp miếng nước đi. Nhìn rất là ngon luôn.
Ồ, cái vị thuốc bắc anh rất là thích luôn. Em cũng thích cái vị mà nó có hơi hơi thuốc bắc trong đó. Giống như vị này là vị thảo mộc. Vị thảo mộc. Khoan xí. Bây giờ mọi người ăn thế nào cũng sẽ mình ăn tới bầu ngư. Đúng rồi. Mà mình ăn bầu ngư không rất là lạc, cho nên em nghĩ là chúng ta phải đổ nước sốt chấm hải sản ra chúng ta ăn. Đổ ra đi. Đổ ra kia có chưa? Đây, để em làm cho chị. Ăn đây, em thử nè. Ăn cái bầu ngư đi. Nói nữa đi đó. Bây giờ thử nha. Này. Rất là tươi, rất là dai, giòn giòn, rất là ngon luôn. Bình thường em ăn bầu ngư thì em thấy thường thường nó sẽ không có cái này anh. Cái gì em? Cái phần mà dính vô con bầu ngư nè. Đúng rồi, đây còn này nè. Cái gì ta? Ruột của con bầu ngư. Ruột hả? Ồ, vậy là con bầu ngư này phải là rất là đắt tiền và rất là tươi thì mình mới dám ăn tới cái ruột của nó. Rất là béo luôn nha. Vậy hả? Em chưa bao giờ ăn luôn á. Mà mọi người biết là bào ngư là một trong những món mà hồi xưa, những cái đời vua hồi xưa người ta ăn. Tại vì là được hầm thời gian rất là lâu, với lại là nguyên liệu ở trong này thì cực kỳ gọi là quý mắt. Cho nên là hôm nay đến đây là mọi người phải tận hưởng hết cái chén này mới được đi về nha. Đúng rồi em ơi. Mà đúng là chấm với cái sốt này khá là ok hả chị? Cho anh xin một lốc sốt đem về nhé. Cái sốt này rất là ngon, chua cay, nó vừa ăn. Còn có những cái loại sản nó sẽ có cái mùi tâm đó. Cái vị mà chua chua cay cay ngọt ngọt ở trong đây nó làm giảm đi cái vị đó. Bán mùi rất đúng không? Mà nó làm cho mình cái cảm giác. Ý cái này là cái con này nữa nè, hải sâm đúng không ta? Hải sâm đúng không? Chưa bao giờ ăn hải sâm luôn á. Chị cũng em chưa bao giờ ăn luôn. Anh ăn con này rồi. Con này rất là mắc tiền nha. Con này nhớ là bữa anh mua là hình như là 2 triệu rưỡi hay là 6 triệu, 2 triệu rưỡi gì. Sao mà giàu cách khoảng xí nè. Bây giờ một là 2 triệu, hai là 3 triệu. Sao mà lại là khoảng cách từ 2 triệu cho đến 6 triệu là sao? À, như là 2 triệu rưỡi một... Là đến 6 triệu. Lẹ quá trời. Ký là 4 lạng hả? Lãi gì nó nói gì ta? Không, mình quên đi. 4 cái, 4 á. Giờ ra là... Là nói chung là mấy triệu á, mới mua á. Nói chung là điểm thằng thiết anh đặt. Nói chung là nó mắc đúng không? Rất là giá trị, rất là giá trị. Nói là cho khán giả thấy là được cái món ăn này rất là ngon, cho khán giả có thể trải nghiệm món ăn này. Bao ngư nè. Đã không? Công nhận to ghê ha. Cái miệng ăn bao ngư sang. Cái miệng ăn sang. Cái miệng sai như là ăn đúng sai như luôn á. Cái chất ăn là biết bao ngư liền luôn. Ủa anh nói cái gì mà nó có tính xây dựng lên được không anh? Chỉ là bầu ngư mà nó có cái chất bầu ngư là sao? Cái bầu ngư mình ăn vô mình cảm thấy cái sự gọi là vất vả của những người đi đánh bắt bầu ngư. Cho nên là nó rất là ngon, nó rất là tươi. Mà nó ngon mà cái cảm giác em ăn giống như là 20 mấy năm nay lần đầu tiên cái hàm răng em được sử dụng một cách mà hợp lý á. kiểu vậy đó. Quá ngon. Mà bầu ngư lại tốt cho sức khỏe nữa. Đúng rồi. Với lại là thực ra bầu ngư không phải là mọi người muốn ăn bao nhiêu cũng được đâu, sẽ có một cái số lượng giới hạn, ví dụ như một tuần chỉ được ăn 1 đến 2 con, ví dụ như vậy. Là tính ra mình ăn 2 con là mình ăn cho 1 tuần rồi đó hả? Tại vì cái bầu ngư nó mát, dinh dưỡng rất là nhiều. Mà quan trọng cái cách hầm của này nó rất là hay ở chỗ là mình thêm vào cái những cái củ quả không, như củ năng. Đúng. Rồi có cò sò điệp nha mọi người. Món ăn này rất tốt cho người cao huyết áp. Mấy cái món này á là mấy người phút dày nó mới được ăn. Dạ chúng ta đều dày. Chúng ta dày cui à. Nói chung là em rất là lo lắng, tại vì mới khơi mào thôi mà chúng ta đã ăn một cái chén bổ dưỡng như thế này rồi. Chắc về sau nó còn nhiều cái dữ dội hơn nữa. Chứ mới khơi mà nó hết chén người ta thì sao có bụng đâu mà ăn mấy chén sau. Không, mấy cái sau mình ăn tinh tế nhẹ nhàng lắm. Ăn nhẹ đúng rồi. Nhưng mà trước khi đến những món sau thì em sẽ giữ lời hứa với mọi người, em sẽ đem cái món ăn mà đã lặn lội xuống biển Alaska để mà đem về cho mọi người. Dây lát dạ. Đây. A few moments later. Wow. Xin mời. Bừng cái rồi. Cua vô cái mặt em sáng sân khấu như sợ Khánh. Trời tiêu không? Cái hào quang của con cua nó lây lên em đó. Thôi đừng có nói nghe nói nữa chị. Chị có phát hiện gì không? Phát hiện gì em? Nãy giờ là trên bàn ai cũng có đồ ăn hết, của mình chị không có, mà bây giờ món bây giờ chị đặc biệt nhất thôi đó. Trời đất ơi, mà chị biết không, là mấy cái món này á là đến từ hải sản Hoàng Gia. Xin lỗi nha. Và đây cũng là món rất là được thực khách yêu thích mà bây giờ đặt ngay chị luôn. Chính xác. Em muốn làm đại sứ cho hải sản Hoàng Gia. Không, đúng ra là mình để món đó mình ăn từ từ, mình sẽ ăn món khác trước để mình khai vị trước. Khai vị rồi, ăn cái này khai vị rồi. Khai vị khai thêm cái nữa. Dạ. Rồi, tiếp nè, đây. Mình sẽ ăn món này trước. Món này. Cái món đó là gì em? Gọi tên lại được không? Tôm sú sốt Thái. Mà
cái món này á sẽ phải tái chanh rồi phải có vị cay thì nó mới ngon. Nhất là nước sốt. Chị ăn cay được không? Ăn cay được. Anh ăn cay được đúng không? Cay đắng cục đền chịu được. Cay đắng cục đền chịu được. Rồi để em cái món này thường là trong tất cả các quán hải sản nào cũng đều có cái món này hết. Nhưng mà làm cái vị giống như sốt Thái mới ngon nha. Nhưng mà không, cái này ăn ngon hay không là phải tính về cái độ tươi của tôm á. Đúng. Tôm phải tươi lắm á thì mình ăn mới ngon. Còn tôm mà không tươi thì nước sốt có ngon như thế nào thì nó cũng không có hiệu quả. Đây. Cái này sao ạ? Cho chị trước. À để bên đây. Nhưng mà anh được biết là cái món tôm này á, người ta ăn cái mình sẽ rất ngon. Phần đầu thì người ta sẽ rang muối. Thường thì ở quán hoặc ở nhà tôi sẽ ăn bắp. Còn vô đây là tôm linh chi di á, nên là ăn thực sự ăn bằng nĩa đó sang cho nó quý tộc. Nhưng mà nó hơi cực cực. Hơi cực. Hơi cực. Wow, rất là tươi luôn á. Rất là tươi luôn ha. Lúc nãy em ăn con tôm xong thì em cảm thấy là vị tôm nó tươi, nhưng mà em nghĩ là em không biết mọi người sao nhưng mà đối với em hơi lạc, cho nên là chắc cho em xin thêm con nữa được không? Cho em xin thêm con nữa được không? Được. Em thử em chấm vừa thêm nước sốt. Được, em nói cho. Đây, cảm ơn anh. Đây. Rất là ngon luôn nha. Khi mà mình ăn không á, mình chưa chấm nước chấm á thì rõ ràng cái vị tôm sú á nó rất là ngon, cộng thêm cái chua chua mà cái nồng nồng của tỏi nữa làm cho mình cảm thấy rất là thích. Em biết sao người ta đặt cái đầu con tôm ra không? Anh được biết một cái mẹo là tôm á, khi người ta chế biến á, người ta cắt cái đầu ra để giữ con tôm nó giòn tươi. Nếu để chung á nó sẽ bị yếu con tôm. Món này đủ thỏa mãn chưa ạ? Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Cho xuất sắc tới nóc luôn. Tới nóc à? Cua hoàng đế. Bình thường mọi người thấy là thường cua chỉ có 2 cặp càng lớn, nhưng mà ở đây tới 4 cặp càng lớn rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Trời, đây là lần đầu tiên em ăn cua hoàng đế luôn á. Thôi, để yên đi. Rồi bây giờ mình ăn đi. Bây giờ mình cho các khán giả coi cái cảm nhận. Trời, cái càng mà nó dài. Thật sự là to quá. Nó to bằng hai ngón tay của em chập lại luôn á. Mọi người thấy nãy giờ là dùng sức dài. Đó, mẻ đôi luôn. Ngon quá. Thịt rất là tươi nha, rất là chắc luôn nha. Đây, trời ơi, sao cái con cua lột đẹp quá. Sao lột đẹp quá vậy? Nghê mà. Chiên già. Chiên thần lột rồi đúng không? Đây là một cái mẹo cho mọi người á, là khi mà ăn cua hoàng đế á, nhớ xin cây kéo. Xin. Xong rồi mình sẽ cắt ra. Ủa em ra rồi gì vậy? Bấm nãy giờ. Ví dụ em biết vậy sao không xin chung cho tập đoàn đi, em xin mình em. Em nói đây là một cái mẹo mọi người nên cái kéo. Rồi cái này là em dành cho chị Trang nè. Cảm ơn em. Rồi em về. Cái thịt cua á. Chị đà lại cho em. Em ăn không nha. Mà em vẫn cảm thấy cái hương vị nó rất là đậm vị hải sản lắm. Bởi vì nó có cái vị muối nhẹ mặn mặn trong đó. Nhưng mà đố mọi người một cái là tại sao cua hoàng đế mọi người đa phần đều là ăn chân cua thôi? Tại vì cái cắt chân nó nhiều thịt. Cái của cái chân cái que nó thôi mà bằng cả thịt của một con cua Việt Nam mình rồi đó. Nè nghe cả nhà ơi, lần đầu tiên ăn cua hoàng đế rất là ngon nha quý vị. Rất là ngon luôn, tuyệt vời lắm luôn. Mà cộng cái nước chấm sốt hải sản của hải sản hoàng gia nữa. Còn gì nói, còn gì bằng. Vô. Nhân ơi, chị Trang giống mấy người livestream bắn cua quá ha. Khi mọi người ăn, mọi người cảm thấy cái vị của nó rất là ngọt. Ngọt. Thịt nó ngon. Nó ngọt, nó thâm, nó ngon mà nó đậm đà. Rồi bây giờ là Khánh, cái phần yếm này chị nghĩ á, mọi người nên thử một miếng. Tại vì mấy khi mà được ăn chung một con cua nó ngon như vậy thì mọi người nên thử. Ê, cảm giác này vui quá. Vui giống như cái gì không? Ngày xưa mình đi học mà kiểu như sinh viên mình á, hay tụ lại ăn mua cái gì mắc xong rồi cả đám sinh viên cùng ăn. Phương bật mí cho mọi người biết là hồi xưa Khương với học Khánh học chung lớp. Hồi xưa là mua khoai lang vô tụ vô ăn chung chứ mà ăn cua tôm nha. Ăn khoai lang, đừng nói vậy. Mấy bạn nghe mấy bạn buồn. Ngon lắm, ngon lắm. Đừng nói vậy, nó sinh viên sao mà giàu như vậy. Khoan nè, em phải dưới một miếng nước sốt lên. Hồi xưa nói với cha mẹ là con có tiền đi học. Em phải chấm thêm nước sốt nữa. Mà giờ nói với cha mẹ là con ăn cua trong trường. Cha mẹ buồn, nghĩ là xưa đi lấy tiền anh đi học để ăn cua. Anh muốn đậm đậm lên. Đậm đậm múc làm sao? Muốn đậm đậm là múc dày dày á. Nè cái thịt của nó đảo quá hả? Béo. Múc cái lên, múc đúng cái lên. Rồi béo quá. Xong anh chấm, béo. Anh chấm vô đó. Anh chấm vô cái nước chấm á. Đúng rồi, phải có nước chấm. Phải chấm mới ngon nha Khương. Đúng không? Béo quá hả? Béo lắm. Đảo quá. Đó, hái chuyện đúng là cái này không? Phải em chấm với cái nước sốt. Anh ăn hết chưa em? Anh thấy sao? Nó cân bằng cái vị béo rồi. Anh thấy sao? Cái nước sốt là cân bằng vị béo đó, nó nước nó ngon là mình bị ngấy. Rất là ngon. Rất ngon quá. Thỏa mãn chưa ạ? Không, em nghĩ như thế này nè. Em nghĩ mình nên ăn món tiếp theo đi. Mình mà ăn hết con cua này là mình no, mình không ăn được nữa. Đúng rồi, mình giữ lại. Trước mặt anh luôn. Đó, tôm tới rồi nè. Là ăn đến con tôm. Con tôm hùm. Tôm hùm Tây Úc. Thôi đây em mua hàng em xẻ đi. Đó.
con tôm hùm Tây Úc này á là một là loại ngon nhất thế giới nha mọi người. Wow, nó là nó sống ở trong nè. Ủa. Cái đầu thịt không nha, không giống như con tôm nhỏ ở đầu không thịt nha, đầu thịt không nha. Mà mọi người biết không á, là cái con tôm hùm Tây Úc này á thì có một cái rất là hay là càng chọn những cái con càng to thì giống như là nói về cái sự tài lộc á, càng nhiều tài lộc đến với mình. Vậy là may mắn quá. Quá may mắn. Quá may mắn rồi. Mọi người có thấy cái con tôm này nó giống như cái con tôm này của em không ạ? Không em, con này sang lắm, con của em nó hơi phèn đeo đôi. Trùng hợp ha. Cần đừng so sánh nha, cái này đi. Con Tây Úc người ta mà con bé nó dí vô là một cái bông tai như vậy. Thôi em mời chị ăn cái đầu tôm. Đây. Phan, mời Phan. Chị để mời chị sao vậy? Mời chị thì phải có nước sốt. Trời ơi, đúng là đại sứ. Sao vậy? Khéo quá, bên mình còn giữ cái vương miện chi vậy trời. Không phải, con đời sai rồi em. Tại vì nước sốt ăn cái gì cũng vậy, hải sản em đã nói rồi, không có nước sốt không có ngon. Giống như cám họng tôi cũng nói vậy đó. Hồi nãy nói nhiều cũng vậy đó. Nó cũng đẩy một miếng bự lên cho họng. Anh ăn con của anh đi, anh ăn con của anh đi. Anh Khương, mình lấy nĩa. Mình lấy từ cái phần đuôi lấy lên. À, là có kỹ năng ăn phải không? Dít ra. Rất là chắc dít thịt. Dít lên. Nó rất là chắc thịt. À. Bây giờ Khánh ơi, chị muốn chia sẻ với em phần đuôi. Tại vì cái phần thịt của đầu với đuôi nó sẽ khác nhau, chắc chắn. Chị muốn chia sẻ với em một phần nha. Em ăn thử đi. Rất là thơm luôn. Tỏi vị. Cho em cắt ngang mặt anh cái được. Cắt đi em, không sao đâu. To thế. Em cứ hả hết cho mình. Vô. Vô. Xê. Xê. Tuyệt vời. Sao em cho cái cảm nhận. Em chỉ cảm nhận được cái vị tôm của nó thôi. Còn cái chất thịt đó em cảm giác là nó khác với tất cả những con tôm trước giờ em ăn luôn á. Em cảm giác nó rất là dày không? Nó rất là chắc khỏe luôn. Nó không phải là chắc kiểu mà xốp nha. Nó kiểu mà dày á. Chị không biết tả sao nó đúng nữa. Đây bây giờ mời bé luôn, mời bé luôn. Dạ. Giống như là kem dừa mà sơ dừa đậu phộng nữa. Ngon gì đâu luôn á. Nãy giờ chưa ăn cái đuôi, giờ chị ăn thử nha. Ủa đây giờ chưa ăn cái đuôi luôn. Chưa ăn cái đuôi, chị phải ăn liền. Ăn liền. Cái mình của mình nó ăn sao? Nói đi, cảm giác. Ngon. Biết ngon rồi. Nếu mà em ăn em thích cái phần đuôi không? Nó là thằng bé thì ăn phần đầu nó béo hơn, là phần đuôi thì nó khỏe. Thịt nhiều hơn và nó chắc hơn. Nó săn chắc hơn. Rồi, mình sẽ đến tới món cuối cùng luôn. Ở bên đây. Đó. Món ốc thu lợt. Nhưng mà đó giờ anh ăn ốc thu lợt bao giờ chưa? Ăn rồi, người ta thường gọi là con này gọi ốc hương Pháp nữa. Trời ơi, ăn nãy giờ quá đã nhưng mà nó cảm giác mình thèm một cái gì đó nó ngọt ngọt tí á. Có gà không? Ước gì có gà luôn. Có nước không? Có nước. Có đá không? Có đá luôn. Nước ngọt đi. Nước ngọt. Bây giờ ước, em ước cho mọi người nha. Ước gì có 4 ly nước ngọt. Ồ, cảm ơn Trang. Biết nhiều ước thành tựu thôi. Sao cái bàn ăn này nó vừa ngon mà nó vừa nhuộm màu nữa. Nhuộm màu á. Vô. Mình mời khán giả nha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Thôi bây giờ mình uống nước ngọt xong rồi, mình sẽ ăn ốc đi. Bé Lu, món này ngon lắm em ha. Dạ đúng rồi. Anh chưa được ăn vị nướng mắm. Mắm tiêu. Mà ốc bu lót lại là loại ốc mắc tiền nữa. Nghe mùi thơm của tiêu rồi đó cả nhà. Mùi thơm của tiêu và mùi. Mà cái phần đuôi này là cái gan của nó mọi người. Ăn rất là béo, rất là giòn. Nhưng mà khi mình ăn ốc nên ăn luôn có phần đó nó mới ngon. Đúng rồi, nhưng mà không biết thì người ta hay bỏ. Hay bỏ, người ta nghĩ là phần dơ của ốc. Nhưng không phải, phải đó là gan. Tinh túy nhất của con ốc. Nó rất là béo. Đúng không? Em ngăn nghe mùi khô mực thơm rồi. Thơm ha. Ăn có cảm giác như là mình bị chìm đắm trong cái sự chìm đắm không gian là bị chìm đắm không gian không phải lặng im mà là không gian này giống như là một buổi hòa âm của hương vị vậy đó. Tức là cái ốc thì nó ngọt ngọt. Có phối khí không? Có. Thì cái nước mắm thì nó mặn mặn, cái tiêu thì nó cay cay. Mình hòa quyện vào nhau, cái mọi thứ nó tinh tế lắm anh. Và đúng nghĩa là cái loại ốc này bạn biết nó đã rất là thơm rồi. Mặn có, ngọt mà, có, cay mà có ăn, và thơm cũng có. Ăn ốc thì nên chấm nước mắm chua ngọt. Đó. Hôm nay anh thấy như thế nào? Rất là may mắn luôn. Hạnh phúc luôn ngày hôm nay gọi là được tham gia trong một cái chương trình gọi là được ăn những món ngon như vậy luôn. Mà đặc biệt nữa là không biết là tại vì trước đây Khương từng tham gia rất là nhiều chương trình về ẩm thực. Nhưng mà thường là ăn lẩu nè, ăn bún nè, ăn món mặn giống như thịt nướng nè, xông khói, cá.
chưa bao giờ được ngồi ăn hải sản không luôn. Nói chung là đồ ăn rất là thượng hạng. Hạnh phúc thật sự đâu phải là mình ăn ngon là mình mới cảm thấy ngon đâu. Khi mà mình ăn nó đúng cái thời điểm, mình cảm thấy là những người bạn của mình hoặc là những người thân của mình bên cạnh mình thì mình cảm thấy giá trị rồi. Nãy giờ mình ăn là cũng ăn cũng rất là nhiều rồi. Và em giữ lời hứa từ đầu là quán ăn chúng tôi sẽ không tính tiền của thực khách. Nhưng mà chúng tôi sẽ lấy lại khách một thứ thôi. Phí mỗi người 7.4 triệu. Mỗi người 7.4 triệu. Không phải. Không phải. Lấy cuộc đời, lấy đi cuộc đời của mình. Anh thấy cái bảng đó không? Em xin anh và chị Trang chụp với tụi em một tấm để làm kỷ niệm được không? Một album cũng được em. Được không? 1.000 tấm với mình. Ok, vậy thì mình lại đây để mình chụp tấm hình nha. Ok, okay. Rồi nha, khung hình rồi, thấy đầu chị Trang rồi. 2, 3. Ủa ra hình luôn hả? Trời ơi, ra hình luôn. Ấy, cái má được không? Cái này lắc nè. Cái này càng lắc nó càng ấy à. Càng lắc mạnh lên là càng đẹp. Lắc đẹp. Cái hình nó lên từ từ nè. Lên nè, kìa, lên nè kìa. Đó. Trong thời gian mà để cái hình nó lên á, mời mọi người lại cái bản kỷ niệm của em. Những vị khách VIP chúng tôi đều ở trên đây thì em sẽ gửi tấm hình này vào đây để mà đủ cái bộ sưu tập. Bây giờ là tất cả những nghệ sĩ tới đây đều được quán chúng em xin lại một chút gì đó lưu niệm. Ví dụ như là chữ ký đó, mọi người thấy không, tất cả mọi người đều ký tên ở đây rồi. Bây giờ em có thể nào xin anh Khương và chị Trang mỗi người ký cho em vào tấm hình được không ạ? Được, chị sẽ ký cho em 100 tấm đây hình. Ký lên đầu tao á Trang nè, ký nhỏ là Trang nè. Đây Trang đẹp không, ký xong rồi không biết mình tên mình đâu. Nè nữ, em rất là muốn biết cái cảm xúc của thực khách khi mà đến đây sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là cảm thấy điều đầu tiên đó là no. Điều thứ hai đó rất là vui và cảm thấy rất là may mắn khi mà được ăn những món quá ngon và mà quá đắt tiền, quá sang trọng như vậy. Thật ra là Khương rất là vui và thật ra là rất là hạnh phúc luôn khi mà ngày hôm nay được ăn những món ăn rất là sang trọng, rất là bắt mắt, rất là lạ. Đúng là được, rất là hạnh phúc khi được tham gia cái quán ăn này. Và em mong là sau khi rời khỏi quán ăn em thì các thực khách sẽ gặp thật là nhiều điều may mắn trên cuộc sống. Và một lần nữa rất cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn nhà tài trợ siêu thị hải sản Hoàng Gia đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.